Thấy mày mày giới thiệu lên cái kênh livestream mày xem có em là yêu tao không có em là yêu tao em có thấy cái file đấy của anh không? Mà cái này là với bot hả? Thì người được không ta? Với người như đó. Mày giới thiệu cho mọi người cái lan chi của mày xem có em nào yêu tao không? Mày giới thiệu cho mọi người cái lan chi của mày xem có em nào yêu tao không? Giới thiệu cái gì? Chứ mày có gái không? Đây là Thái Đen đây. Chưa có người yêu đâu. Ai yêu nó? Ok. Thì liên hệ với lại Phong em Min. Đây là Thái Đen đây. Chưa có người yêu đâu. Ai yêu nó? Ok. Thì liên hệ với lại Phong em Min. Hết lời trái nhìn thấy chạy hết luôn. Ít mẹ cái này của mày có gái không? Có đâu trong Discord đấy. Đăng ký rồi à? Đăng ký thì em mua chuộc giá 500k rồi, anh sẽ hướng dẫn em làm từ A đến Z như bạn Nguyễn Phương à. Lỗi liếc trong server thì anh hỗ trợ. Còn có mỗi lần có rồi update thì anh này gửi cho nhóm. Thì đừng để anh Phong lừa nha. Để ở trong server mà có gái là anh Phong lấy hết luôn á. Thì đừng để anh Phong lừa nha. Thì ở trong server mà có gái là anh Phong lấy hết luôn á. Chờ con nào đâu. Lại nó phải lấy em ạ. Cao bộ nói chơi vậy thôi chứ có gái là anh bay nhảy trong khi mà mình đánh tay đi chim thật đấy. Em có sống được mấy lỗi nè, em cứ lừa được con nào như là thôi. Luôn xuất ra 100 mà cô. Sau này đợi tiếc. Có sống được mấy lỗi nè, cứ lừa được con nào như là thôi. Luôn xuất ra 100 mà cô. Sau này đợi tiếc. Còn được một thời gian rồi thì anh sẽ cho sang nhóm chuyên. Đang đợi nào? Ngồi xem. Để một chút ngồi nhìn trong kia thôi. Chứ mà em, cái này có thể test rồi ta. Mà tài xỉu của em ấn dấu bằng nhá. Bằng cộng ấy. Vào Discord em ơi. Đây.